Đây là phiếu xuất kho ngày 9 tháng 1 với nội dung xuất đồng phục cho nhân viên bảo vệ từ kho công cụ dụng cụ, bao gồm đồng phục, găng tay, gậy cao su và mũ bảo vệ với tổng số lượng là 65. Khi xuất kho công cụ dụng cụ sẽ phản ánh làm giảm kho và làm tăng chi phí sản xuất. Chúng ta sẽ phản ánh với bút toán nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc nợ cho tài khoản 6273 theo thông tư 200, phản ánh làm tăng chi phí, có cho tài khoản 153 làm giảm kho công cụ dụng cụ. Với tài khoản 154 theo thông tư 133, các bạn phải nhớ chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung dụng cụ sản xuất. Căn cứ vào phiếu xuất kho, các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Với các phiếu kho, chúng ta sẽ vào phân hệ kho và thực hiện lập phiếu xuất kho. Các bạn phải nhớ tích chọn phần 2 nhỏ phiếu xuất kho cho mảng sản xuất, điền thông tin của người nhận, nhân viên Nguyễn Văn Kiên thuộc bộ phận văn phòng, với lý do các bạn sẽ ghi xuất đồng phục cho bảo vệ ngày 9 tháng 1 năm tài chính, căn cứ trên phiếu xuất kho. Xuống phần mã hàng, chúng ta sẽ chọn lần lượt từng mã bao gồm đồng phục bảo vệ, số lượng là 20 bộ. Thứ hai, găng tay bảo vệ, số lượng là 20 đôi. Thứ ba, gậy cao su với số lượng là 5. Cuối cùng là mũ bảo vệ với số lượng 20. Phần mềm sẽ tự động cập nhật, sẽ phản ánh được xuất từ kho 153 với chi phí nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133. Ở phần đơn giá và thành tiền thì sau khi các bạn thực hiện việc tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Lưu ý với tài khoản 154 thì các bạn phải nhớ chọn khoản mục chi phí đi kèm là sản xuất chung dụng cụ sản xuất, nhấn phải chuột chọn sao chép cho các dòng dưới. Với toàn bộ các chi phí đồng phục phát cho bảo vệ này sẽ được phân bổ chia theo doanh thu của hóa đơn bán hàng. Do đó ở phần mã công trình này chúng ta sẽ không chọn trực tiếp theo từng doanh thu. Còn theo thông tư 200 thì chúng ta sẽ phản ánh vào tài khoản 6273 có cho tài khoản 153 và không cần phải chọn khoản mục chi phí. Kiểm tra lại toàn bộ nội dung, các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ phản ánh nội dung lập phiếu xuất kho để xuất đồng phục phát cho nhân viên bảo vệ trên phần mềm kế toán MISA.